Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là một chiếc tàu cá đang chuẩn bị ra khơi thì không may vướng cạn một cách khủng khiếp luôn này. Trời ơi, nãy giờ anh bường anh cố gắng kìa, xịt khói đen luôn, nó nghiêng một bên luôn kìa các bạn. Trời ơi, ở phía sau thì có một anh đang chu đích. Rồi, vướng cạn nằm đó luôn rồi. Đây, mọi người có thể thấy cái chảo chống dính của ảnh rồi đó ha. Đó là cái cách mà người ta đi toilet ở trên biển đó. Thật sự nó nhìn rất là nguy hiểm luôn. Nãy anh tự ở trong kia anh bường ra một cái nghe khói mịt mù rồi bây giờ thì tiếp tục. Ra tới biển, ra tới đó mà còn bị cạn nữa. Bởi vì là khi mà xem mà mới thấy mới biết được là không phải là ở trên biển muốn đi đâu là đi đâu ha. Nó phải có lằn lối đồ rõ ràng mới được. Chứ đi không khéo là chiếc ghe cũng không có quá bự nhưng mà bị vướng cạn này kìa. Anh đang cố gắng anh bường anh nạp kìa. Má ơi, không đi luôn các bạn. Tối mịt mù hết luôn. Trời ơi, ứ hự luôn rồi kìa. Sao mà dữ vậy ta? Mình thấy chỗ đó là nói chung là thường thường là mấy chiếc ghe kia cũng đi là cũng không có quá cạn mà sao chiếc này cạn thảm gì không biết. Mà chiếc này cũng không có quá bự nữa. Đây mọi người có thể thấy mờ mờ cái anh kia anh đang ngồi ở sau lái đó. Là cái đó là cái mà mấy anh đi biển mà hay đi toilet là kiểu vậy đó các bạn. Mình không có dám zoom quá gần nha. Chỉ cho mọi người thấy phớt phớt thôi là cái cảnh hết sức là khó khăn khi mà đi trên biển là như vậy. Rồi bây giờ thì chiếc tàu cá đang chuẩn bị cố gắng lên hết ga. Ghe lại rồi. Quá cạn à. Có lẽ là bên dưới là một động cơ Hino đó các bạn. Thường là Hino mà khi mà vô tải là khói lam vậy đó. Còn nếu mà Cumin thì nó bựng một cục khói thấy khủng khiếp lắm. Giống như là Cumin thường là sẽ lấy dầu làm sức mạnh. Còn Hino thì kiểu như là nó vô tải rồi hồi nó sẽ xìu xuống yếu lại. Trời ơi kìa nữa kìa. Quá chừng luôn rồi. Đang bường đang nạp đang chuyển hướng đi nè, ra tới đó mà còn cạn nữa. Rồi, cái ông kia ông ngồi ông tỉnh ghê ha. Bắt động luôn rồi, bây giờ khói ra mịt mù. Rồi, sao vậy ta, để coi là anh ghe là anh chuyển hướng đổi hướng coi có đi hay không nha. Đôi khi cũng có thể là tài công mới chạy không chừng hay là nhiều khi anh sơ ý. Rồi giờ thì phun khói nữa rồi nằm nó luôn. Nước ngoài kia nó còn đục thừ kìa các bạn, tính từ khoảng cách đây ra đó cũng gần cả 100 mét đó nha, nhưng mà nó vẫn bị cạn. Để coi anh sẽ làm như thế nào đây. Rồi bây giờ thì có vẻ như là đã ổn rồi nè. Trời ơi nó nghiêng kìa. Chỉ sơ sức chút xíu thôi là vướng cạn liền. Đó, ông đứng lên rồi đó, ông khỏe rồi đó. Trời ơi nghiêng dữ gì anh ơi. Kìa. Đi chịch lòng lạch một phát một là dính chưởng liền phải không? Rồi, anh thoát cạn rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem tiếp hai chiếc ghe đang đi vô ha. Chiếc phía trước là chiếc đực, chiếc phía sau là chiếc cái. Chiếc phía trước thì có xăm hai con hải mã phía trước nữa này. Đó. Đó là một biểu tượng khá là quen thuộc của những chiếc cầu đôi đánh bắt ở xa bờ ha. Wow, không biết anh vô đây có cạn hay không. Đây nãy thì cái chiếc kia ga nó bị cạn á. Đây chiếc cái phía sau này. Đang cố gắng để mà vô cái dàm này. Cái chỗ này đi không khéo là nó bị cạn liền các bạn.
này cũng tương đối là bự đó nha. Wow, bắt đầu ra ra sình ở phía sau rồi đấy. Anh bường tốc độ luôn, không dám ngừng lại, ngừng lại một phát là dính cạn liền. Đi cho đúng cái lòng lạch nó được nha. Tiếp tục sững rồi, nghiêng quá trời nghiêng luôn rồi. Đây anh ở phía sau anh sững lên này, để coi coi sẽ như thế nào. Đây thúc dây cho nó gần hơn hay sao không biết. Anh ghe lại các bạn, cái máy nó chạy không thấy một miếng khói luôn ta. Cái dàm này vô ra không khéo là bị cạn liên tục ha. Tiếng máy nổ nghe đã ghê chưa. Sở dĩ tàu cá tại sao mà đi cạn mà xà lan đi không cạn, tức là cái lờ ký của cái chiếc tàu cá nó khá là sâu ha. Xà lan thì cái lường nó bằng, còn cái lường của tàu cá thì cái hình chữ V, với lại cái lờ ký nó rất là dài ở bên dưới. Rồi giờ anh này ảnh cũng đậu rồi, mắc chớn cái một là dính lại liền. Có lẽ là cái chiếc này đang bị một cái sự cố gì đó cho nên là máy không chạy. Thường là những cái chiếc ghe như thế này là gắn động cơ là Cummins K19 hay là K38, còn nếu mà Mitsu thì S6 12R hay là khủng khủng gì đó. Nói chung là tùy theo người xài thôi. Hộp số thì đôi khi là 10 tua, 12 tua, 15 tua không chừng, rất là nhiều. Thì anh kia chắc anh đang xử lý cái cọng dây thu lại hay là như thế nào đây. Nhưng mà chiếc tàu thì đang nghiêng khoảng chừng 73 vậy. Giờ mấy ảnh đậu luôn các bạn, để cùng coi coi. Nãy tại vì ảnh có chớn, anh đi vô một phát một mới ngọt vậy. Chứ nếu mà sững một phát một lần hồi là kéo là chắc cũng xịt khối đó nha, chứ không giỡn đâu. Bây giờ thì ảnh đậu, có lẽ là kêu một cái chiếc ghe nhỏ qua ở trong mé chạy trong bờ chạy ra, nó không biết để làm gì, thì mọi người cùng xem tiếp nha. Đó, chiếc ghe này đây, cũng có thể là kêu chiếc ghe này gịch mũi ra không chừng. Đúng là như vậy các bạn. Đây, kêu chiếc tàu kéo. Đây, tàu kéo này khá là mini nha. Gịch sửa cái mũi qua mới được. Tàu kéo gịch kìa, xịt khối luôn rồi kìa các bạn. Tại vì anh đi chịch lòng lạch nữa hay sao rồi.
nó kêu tao kéo gịch phát một và nó nghiêng qua đây liền, thấy chưa? Trời ơi, tao kéo kìa, gịch thấy tội chưa? Kéo thuê. Ok. Rồi, bây giờ thì anh sẽ nạp. Phải nói là chiếc tàu kéo vất vả. Wow, dướng lên cạn rồi. Kêu chiếc tàu kéo ra là sửa mũi cái là đi liền ha. Rồi tới chiếc phía sau này. Quá wow, cái tàu kéo quá mạnh ha, kéo cùng lúc là hai chiếc luôn. Nhưng mà không có cái chiếc đực chạy thì tàu kéo kéo chắc hơi mệt à. Đó, anh còn lôi này. Chỉ cần sửa mũi thôi là chiếc đực nhóng ga lên là đi rồi các bạn. Rồi, chiếc cái sao bê kìa. Kè. Cái ghê vậy. Chiếc cái còn ở trên cạn đó nha. Chiếc cái sao mà đâm mũi vào nó dữ vậy chàng. Kè. Quá trần chiếc cái lặn rồi kìa. Anh lái không ăn hay gì anh đưa lên trên đó luôn rồi. Nghiêng kìa. Thôi. Rồi. Này phía trước này, chiếc tàu kéo đang gồng gánh. Còn chiếc cái phía sau này đang nghiêng nè. Nó. Vẫn chưa vô được đâu nha, còn hơi sượng cạn ngoài này chưa có ngọt được. Kìa, chiếc cái nghiêng kìa các bạn. Nhưng mà nghiêng vậy thì không ảnh hưởng gì đâu. Kìa, thì còn hơi nghiêng ha. Nó. Trời ơi, chiếc tàu kéo còn đang kéo chiếc đực gồng gã ngoài đằng kia. Kiểu như chiếc tàu cái phía sau này máy không có chạy là lái nó rất là khó ha. Khi mà cái máy chạy thì lái nó dễ lắm, còn kiểu như vậy nè nặng lái lắm. Kìa nó nghiêng kìa má ơi. Bên này chiếc này thì nghiêng bên này, chiếc kia thì nghiêng bên này. Kiểu là cái chỗ này đó là nguyên một cái bãi bồi vậy các bạn. Đó, tới đó thì có vẻ như là mọi thứ nó đã ổn hơn nhiều rồi đấy. Tàu kéo thì còn đang gồng gánh phía trước. Bây giờ thì hai chiếc đã đi vô tới trong kia ha, nhưng mà còn vẫn có sự hỗ trợ của tàu kéo mới được. Nếu không có tàu kéo là rất là khó đi nha.
mà đi ra biển thì mọi thứ nó dễ lái lắm. Còn khi ở trong vô con kênh hẹp này thì tàu cá là khó lái lắm các bạn. Đa số là khoảng chừng 70-80% là tàu kéo, lộn, tàu cá là người ta sẽ lái bằng vô lăng cơ không à. Rất là ít người xài thủy lực. Rồi thành một cái đòn rồi, khá là dài. Vô tới đó thì tốc độ mấy anh đi rất là chậm rồi các bạn. Tại tàu ghe người ta đậu rất là nhiều ở hai bên ha. Rồi có lẽ là anh tàu kéo anh mở dây rồi. Hai chiếc tàu cá thì nãy đã vô các bạn. Còn đây là những cái chiếc ghe mà cũng tương đối là bự, người ta không có vô là sợ trường hợp bị cạn. Là đây là những anh em công đoàn chuẩn bị qua để mà lấy cá từ bên ghe qua bên tàu thải này. Đó. Đôi khi là người ta sẽ đậu ở ngoài này ha, chứ người ta không có vô, vô rồi nó cạn kiểu đó, nó khó chịu lắm. Đây đổ lính qua này. Ghe trong đó thì rất là nhiều cá, giống như là cá phăng rồi cá chợ rồi tôm mực đồ tùm lum tà la hết. Đây bây giờ thì tiếp tục mình sẽ cho mọi người xem lại là một chiếc xà lan lại bị dính cạn ngay cái chỗ mà hai chiếc tàu cá hồi nãy vừa cạn ha. Chiếc này là chiếc xà lan đến từ Sài Gòn chở hàng đi Phú Quốc. Thì bầu trời ngoài kia bây giờ thì đã bất ngờ thấy sóng gió nhiều nhiều lên rồi đấy các bạn. Bây giờ anh đạp mấy cái cũng khói mịt mù ha. Khi mà xà lan đi biển thì mọi người thấy này, chùm bạc chùm mũ đồ dữ trời lắm, chứ để mà ngoài ra ngoài kia sóng gió nó bất thường lắm ha. Đó, cái phần ở phía sau đục đục rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem tiếp theo một chiếc ghe đang chuẩn bị chạy sóng ngược gió ngược đi lên ha. Thì vừa rồi thì mọi người cũng có thấy là mấy chiếc xà lan cũng mắc cạn rồi, tàu cá cũng mắc cạn. Lúc đó thì trời yên biển lặng, nhưng bây giờ thì trời đã nổi giông nổi sóng lên đây rồi đây các bạn. Có một ông anh, ông ngồi phía trước làm như là ở trong cabin chưa đủ mát hay sao, ông quyết định ông đi ra cái mũi ngồi rồi. Ra đó ngồi thì nói ngay là nó cũng khó chịu lắm nha, nếu mà không quen nó dễ dẫn đến hối mửa lắm các bạn. Mặc quần ngắn nữa. Đang phiêu đấy. Hướng này là anh đang cố gắng đi vô trong bờ. Bây giờ thì trời bắt đầu nổi sóng nhiều hơn lúc nãy rồi đó. Quá chừng luôn rồi. Bây giờ tóc nhiên là nổi dông thất thường lên này các bạn. Ngoài kia thì có một chiếc đang ủi cá, ủi xịp. Trời ơi kìa, ghê chưa. Thôi thì nãy giờ cái video mình quay cũng tương đối là dài, có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.